Thông tin liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, mới đây lãnh đạo địa phương này cho biết dự kiến tuần tới sẽ cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực kiểm soát được dịch. Điều kiện của các cơ sở này hoạt động là đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch của ngành y tế và theo Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trên tinh thần thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ra một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương. Thay vào đó, có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông, nhưng có những cái thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh công bố cấp đầu dịch, các địa phương sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động. Chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định, từ ngày 1 tháng 10, nhiều ngành nghề lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại, trừ quán bar, biệt club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng trong, vé số dạo. Theo chỉ thị này, dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng chỉ được bán mang đi, không được phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, một số quán xá trên địa bàn thành phố đã trục trịch đón khách. Mới đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường, tức được tổ chức hoạt động bao gồm cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ các loại hình kinh doanh bán bia rượu.